Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu xét đến bản chất của các mối đe dọa quân sự và rủi ro quân sự chính trị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang nga trong thời gian tới là duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba hạt nhân ở mức cao nhất đảm bảo sự cân bằng chiến lược trên thế giới bộ trưởng quốc phòng nga cũng nhấn mạnh lục quân và hải quân sẽ tiếp tục được trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất bao gồm cả những loại vũ khí dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo và các nguyên lý vật lý mới ngoài ra nga sẽ tập trung cải thiện hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống phòng không tăng hiệu quả sử dụng các phương tiện trinh sát hiện đại Bộ trưởng Sergei Shoigu khẳng định, thời gian tới Bộ Quốc phòng Nga sẽ tập trung vào việc cung cấp toàn diện cho quân đội tham gia kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trước đó, chủ trì cuộc họp Bộ Quốc phòng Nga về vấn đề vũ khí hạt nhân, Tổng thống Putin nói, năm 2023, nhờ vào việc thực thi chương trình vũ khí nhà nước, hoạt động điều phối của ngành công nghiệp quốc phòng mà các vũ khí khí tài hiện đại đã chiếm tới 95% lực lượng hạt nhân chiến lược về tổng thể. Ông Putin bổ sung, trong bối cảnh xuất hiện nhiều rủi ro chính trị quân sự mới, tầm quan trọng của bộ ba hạt nhân, tên lửa hạt nhân trên mặt đất, tên lửa hạt nhân trên tàu chiến và vũ khí hạt nhân trên máy bay ném bom tầm xa đã tăng đáng kể trong việc bảo đảm cân bằng chiến lược giữa các nước lớn trên thế giới. Theo ông Putin, khoảng 15 hệ thống phóng tên lửa hạt nhân gia và Avangard được biên chế về lực lượng tên lửa chiến lược của Nga tổng thống putin còn cho biết hoạt động của nato đã tăng mạnh về tổng thể và các lực lượng mỹ bao gồm máy bay đã được triển khai tới sát biên giới nga theo ông putin số lượng quân của khối nato ở trung âu và đông âu cũng đã gia tăng tổng thống nga cho rằng bản chất tiến công của nato là điều không còn bị che đậy nữa ông putin cũng cho hay phương tây tiếp tục tiến hành chiến tranh tổng hợp nhằm vào nga tích cực cung cấp cho ukraina thông tin tình báo theo giờ thực cử cố vấn quân sự và gửi vũ khí hiện đại tới nước này về tình hình xung đột tại Ukraine, Tổng thống Putin cho rằng quân đội Nga đang nắm quyền chủ động và đang làm mọi thứ mà họ cho là cần thiết. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết lực lượng tên lửa chiến lược Nga có kế hoạch tiến hành 7 vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM vào năm 2024. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, năm nay, lực lượng tên lửa chiến lược có kế hoạch tiến hành 7 vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Trong 5 năm qua, lực lượng tên lửa chiến lược đã thực hiện hơn 20 vụ phóng ICBM như một phần trong cuộc thử nghiệm bay các hệ thống tên lửa tiên tiến và các cuộc tập trận nhằm quản lý lực lượng vũ trang Nga. Được biết, Nga thường thông báo cho Mỹ về các vụ phóng ICBM trước ít nhất 24 giờ và Washington cũng hành động tương tự khi có kế hoạch phóng ICBM. Hoạt động này được thực hiện khi Nga và Mỹ đang là hai quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tháng 11 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu ngầm hạt nhân mới Hoàng đế Alexander III của họ đã phóng thành công tên lửa liên lục địa Bulava. Tên lửa được phóng từ Biển Trắng, khu vực ngoài khơi phía bắc của Nga, và đã bắn trúng mục tiêu cách đó hàng nghìn km trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông. Tên lửa Bulava dài 12 mét, có tầm bắn ước tính 8.000 km và có thể mang tới 6 đầu đạn hạt nhân. Vũ khí này được coi là hòn đá tảng trong bộ ba hạt nhân của Hải quân Nga. Tên lửa Bulava là ICBM phóng từ biển của Nga, nằm trong tổ hợp phóng D-30 và được thiết kế để trang bị cho các tàu ngầm mang tên lửa chiến lược SSBN thuộc dự án 09550, 09551 và 09552 Borei và Borei-M. Tên lửa do Viện Kỹ thuật nhiệt Moscow phát triển. Ngày 10 tháng 1 năm 2013, Bulava được nghiệm thu đưa vào hoạt động chiến đấu thử nghiệm. Vụ phóng tên lửa đạn đạo tiến hành trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ duy trì sức mạnh dân đe hạt nhân để chống lại mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. Trong một diễn biến liên quan, theo Sputnik, trong hôm 9 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã công bố thương vong của Ukraine trong năm 2023 tại cuộc họp với các lãnh đạo quân sự Nga. Ông Shoigu nói, lực lượng Nga đã làm suy yếu đáng kể năng lực tác chiến của đối thủ. Trong năm vừa qua, đối phương đã tổn thất hơn 250.000 binh lính và 28.000 hệ thống vũ khí các loại chúng ta vẫn đang nắm thế chủ động ở tiền tuyến. Cũng theo ông Shoigu, quân đội Ukraine đang cạn kiệt nhân lực và Kiev không thể đạt được bất kỳ mục tiêu cụ thể nào trong chiến dịch phản công. Ngoài ra, Bộ trưởng Shoigu cũng ghi nhận nỗ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong việc tăng tốc sản xuất UAV. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ước tính số thương vong của quân đội Nga kể từ tháng 2 năm 2022 là khoảng 302.000 binh lính. Vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan tình báo Anh tiết lộ rằng tổn thất của Moscow đã tăng đột biến trong những tháng cuối năm 2023 vì những cuộc giao tranh ở Adipka. Trong màn đêm với ba lô và súng trường đè nặng trên vai, một tiểu đội binh sĩ Ukraine cúc bộ qua một con đường lầy lội để vào một ngôi nhà trong làng. Đây là người lính bộ binh thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 117 của Ukraine Họ tập kết để điểm danh và nhận lệnh tại vị trí cách nơi quân đội Nga đóng vài cây số trước khi tiến tới chiến hào tại tiền tuyến. Họ đội mũ sắt và đi ủng cao su, yên lặng lắng nghe một sĩ quan tình báo thông báo vắn tắt cho họ về lối đi mới tới công sự của mình. Viên phó tiểu đoàn trưởng sử dụng hô hiệu là Sira đứng cạnh đó để tiễn biệt những binh sĩ này, ông nói với phóng viên, tinh thần thì vẫn ổn nhưng về thể lực chúng tôi đã bị kiệt sức. Binh sĩ Ukraine dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến dài gần 1.000 km đã chính thức được đặt vào chế độ phòng ngự. Chỉ có ở tỉnh Khe Sơn, Nam về phía Nam là họ vẫn đang tiến công đầy khó khăn khi phải vượt sông Dnieper to rộng dưới hoàn lực bắn rát của quân đội Nga. Nga đã chuyển sang tấn công trên diện rộng trong các chiến hào quanh thị trấn Roboty ở tỉnh Zaporizhia, các đơn vị binh sĩ Nga tiến hành công kích hàng ngày. Quân đội Ukraine phải liên tục phản kích. Trung đội trưởng một trung đội vệ binh quốc gia Ukraine cho hay, tình thế như chơi bóng bàn, hai bên giành qua giành lại một khoảng đất độ 100 đến 200 mét. Trong các tuần gần đây, các binh sĩ và chỉ huy Ukraine chia sẻ với New York Times rằng, tại mặt trận miền Trung và phía Đông, các đợt tấn công của Nga diễn ra với cường độ cao đến nỗi, việc tác chiến gần tiền tuyến chưa bao giờ trở nên nguy hiểm đến như vậy. Ngoài việc quen với các đợt pháo kích của Nga, các binh sĩ Ukraine cho biết, kể từ tháng 3 năm 2023, họ còn hứng chịu thêm các đòn đánh khốc liệt bằng bom lượn, loại thiết bị nổ với trọng lượng nửa tấn thả từ máy bay và xé toang cả bong kè. Một binh sĩ Ukraine 27 tuổi hô hiệu là Kit, thuộc lữ đoàn vệ binh Chevona Skalina số 14 cho biết, phía Nga có sử dụng tới 8 quả bom lượn trong khoảng thời gian là một tiếng đồng hồ, Kit kể cứ như là cả chiếc máy bay lao xuống bạn vậy, không khác nào cổng địa ngục. Sức tàn phá của bom lượn có thể thấy rõ tại các thị trấn làng mà gần chiến tuyến. Thị trấn Orykov, cách Roboty 19 km về phía Bắc, từng là trung tâm chỉ huy cho chiến dịch phản công của Ukraine vào nửa cuối năm 2023. Bây giờ, nơi đây hoang vắng và đầy hố bom hố đạn. Binh sĩ Ukraine di chuyển cẩn trọng trong khu vực này. Họ hầu hết sống trong tầng hầm và tránh để lộ dáng hình vị trí. Binh sĩ Ukraine buộc phải làm vậy vì mối nguy hiểm mới nhất mà họ đối mặt. UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV. Loại UAV này buộc phần lớn các quân nhân Ukraine phải bỏ xe ở khu vực tiền tuyến và chuyển sang đi bộ. Cả quân đội Nga và Ukraine đều sử dụng UAV FPV để săn lùng và tấn công các mục tiêu do quy trình rất nhanh gọn. Họ không phải đợi chờ truyền tọa độ về phía sau và đề nghị bên pháo binh tấn công binh sĩ ukraine cho biết họ dùng uav thay cho trọng pháo là vì đạn pháo hiện nay ngày càng khan hiếm trong khi uav lại rẻ và có khả năng tấn công nhanh tuy nhiên uav của ukraine gặp phải một vấn đề là nga phát ra sóng gây nhiễu rất mạnh khiến uav của họ không hoạt động hiệu quả đối diện với uav nga binh sĩ ukraine cho biết bây giờ việc đi lại bằng ô tô trở nên cực kỳ nguy hiểm một binh sĩ vệ binh ukraine chia sẻ quân nhân thuộc đơn vị của anh ta hồi tháng 9 năm 2023 đã phải bỏ lại xe thiết giáp để quốc bộ tới gần 10 km tới vị trí của họ trên mặt trận. Binh sĩ của Lữ đoàn 117 được triển khai tới tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia trong một đêm gần đây. Họ phải đi bộ gần 6,5 km dưới mưa và qua buồn lầy. Một đại đội trưởng Ukraine Adop, 23 tuổi, nêu một lý do Ukraine không thể duy trì chiến dịch phản công là hành trình khó nhọc để mang đạn dược, lương thực tiếp tế ra tuyến trước cũng như vận chuyển thương binh về tuyến sau. Người lính tên Kít nói rằng anh ta có cảm giác Nga quan tâm sử dụng UAV ở mức độ nhà nước, trong khi phía Ukraine chủ yếu trông chờ vào tình nguyện viên và các nhà quyên góp UAV để giúp quân đội. Trung đội trưởng Branset nói, phía Nga còn gây rối cho họ bằng cách chạy băng ghi âm tiếng súng nổ trên UAV, khiến binh sĩ Ukraine bên dưới tưởng mình đang bị tấn công, rời bỏ khỏi công sự và vô tình làm lộ vị trí. Ngoài ra, trung đội này còn cho biết phía Nga sử dụng UAV để thả lựu đạn khói lên chiến hào của họ. Một quân nhân Ukraine hô hiệu Medic nói rằng có vẻ đây là lựu đạn cay vì nó gây đau dữ dội ở mắt và tạo cảm giác như có cục than đang cháy trong cổ họng, khiến bạn không thở nổi. Binh sĩ Ukraine tâm sự rằng thương vong là rất lớn đối với tất cả các đơn vị dọc chiến tuyến và gần như ai cũng bị thương hoặc từng thoát chết trong gang tấc trong những tháng gần đây.